Mình có để ý rằng là các anh chị làm họa sĩ, designer hay là editor đều rất ưu tiên những chiếc máy Surface nào có thể tháo rời được hoàn toàn màn hình để tiện cho việc vẽ, viết hay là nốt như trên Surface Pro 8 hay là Surface Pro 9. Tuy vậy, vẫn có một nhóm nhỏ các anh chị lại không thích kiểu dáng tháo rời hoàn toàn màn hình như vậy. Vì tất nhiên rồi, bàn phím tháo rời thì không thể ngon bằng bàn phím dính liền vào màn hình được. Hôm nay thì Surface Việt có đón một anh khách hiện đang làm editor chuyên nghiệp cho một công ty truyền thông lớn ở khu vực Hà Nội. Do mỗi ngày anh đều phải edit hàng chục ảnh trên Photoshop cho tới video mạng xã hội trên phần mềm Premiere nên nhu cầu của anh chắc chắn là phải một chiếc máy có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ để xử lý được hết khối lượng công việc lớn như vậy rồi. Đặc biệt là anh có lưu ý với mình rằng là anh thích một chiếc máy có thể làm việc được ở nhiều tư thế mà không cần phải tháo rời màn hình. Vì ngoài công việc edit, hàng tuần anh còn phải soạn thảo báo cáo gửi lên sếp nữa nên vẫn thích bàn phím dính liền màn hình để trải nghiệm sử dụng máy được liền mạch hơn. Thì đây, có ngay cho anh Surface Laptop Studio, dòng máy mạnh nhất của Microsoft dành cho người dùng hardcore làm việc nâng cao multimedia liên quan tới xử lý hình ảnh và video. Thiết kế của Surface Laptop Studio cũng thuộc dòng độc lạ nhất rồi bởi chiếc máy này tuy không tháo rời được hoàn toàn màn hình nhưng bù lại có tới 3 tư thế làm việc riêng biệt đặc biệt là với tần số quét cao lên tới 120 Hz, giúp thao tác vuốt chạm mượt hơn rất nhiều trên các máy có cảm ứng. Kết hợp cùng với bút Surface Slim Pen nữa thì sẽ giúp anh làm việc nhanh gấp từ 20 đến 30% so với trước đây đấy. Surface Việt thì luôn có chính sách bảo hành lên tới 12 tháng cho máy mới, nên anh cứ yên tâm mà sử dụng máy làm việc lâu dài nhá. Surface Việt, chúc anh luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình với người bạn Surface Laptop Studio này nhá.